Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng huyễn bào ảnh Như lộ diệt như điện tương tác như thị quán Kinh Kim Cang Giảng Ký Tập 1 Người giảng Pháp Sư Tình Không Địa điểm Cư Sĩ Lâm Singapore kinh kim cang bát nhã ba la mật các vị pháp sư các vị đại đức đồng tu ngày hôm nay chúng ta có được nhân duyên thù thắng như thế này ở quý lâm diễn thuyết kinh kim cang ngay trong phật kinh bộ lớn nhất chính là bộ Bát nhã. Phật nói: Kinh Bát nhã. Ở ngay trong 49 năm nói pháp. Thế Tôn đã dùng thời gian 22 năm để nói Bát nhã. Vậy thì do đây có thể biết Bát nhã là trung tâm của cả thảy Phật Pháp. Năm xưa, Phật trước sau Tổng cộng có 16 hội Nghe nói Trong bản dịch Của Trung Văn Kinh Đại Bát Nhã Có 600 quyển Tây Tạng có hơn một ngàn quyển Do đây có thể biết Bộ kinh lớn như vậy Đọc tụng đã tương đối khó khăn Hướng hồ thọ trì diễn thuyết Chính vì vậy Thế Tôn đặc biệt ở trong hội thứ chín không hẹn mà gặp đặc biệt tuyên nói kinh kim cang bát nhã bộ kinh này ở trung quốc trước sau có bảy loại bản dịch lưu thông rộng nhất chính là bổn dịch của La Thập Đại sư. La Thập Đại sư đem nó dịch thành một quyển. Lại thêm vào một đoạn nhỏ của bản dịch đời Ngụy, tương lai chúng ta sẽ đọc được ở trong bổn kinh này. tổng cộng chỉ có 5.837 chữ. Nếu dùng cách nhìn của người hiện tại, đây không xem là một thiên văn chương rất dài. Không đến 6.000 chữ. Không chỉ là tinh hoa của bát nhã. Tông chỉ của bát nhã đều ở ngay trong kinh này. chúng ta đọc được cái quyển này có thể nói cả thảy phật pháp đều nắm trong tay chúng ta cái quyển kinh này là cương yếu của bát nhã bát nhã là tổng cương của tất cả phật pháp cũng chính bởi vì như vậy cho nên cần phải thông đạt tất cả Phật pháp. Sau đó mới chân thật có thể nói thông đạt kinh Kim Cang Bát Nhã. Tại vì sao vậy? Người xưa có một thí dụ, do lưới mà được chớp lưới. Cái thí dụ này nói cái lưới để đánh cá, cái tổng cương đó chính là cái chớp của cái lưới do lưới mà bạn mới có thể nắm được cái chớp lưới thế nhưng lưới cùng chớp lưới quan hệ rất mật thiết thực tế mà nói không phân ra hay nói cách khác cần phải thâm giải đối với nghĩa thú của kinh kim cang bát nhã sau đó tất cả phật pháp mới có thể thông đạt thấu hiểu một cách tường tận vì sao vậy nắm được cái cương lĩnh rồi vậy thì đây là nói rõ nó là nhân duyên hỗ trợ chính là cương yếu của phật pháp và quan hệ của cả thảy Phật Pháp. Vậy thì quyển kinh này đã là cương lĩnh của cả thảy Phật Pháp. Tính trọng yếu của nó. Do đây có thể biết điều lý chi chích nghĩa lý sâu rộng của nó cũng do đây có thể biết Bốn kinh này đích thực văn tự ít văn tự rất ít mà hàm chứa vô lượng nghĩa cho nên mỗi câu mỗi chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa vào thời đường triều ngũ tổ hoàng nhẫn thiền tông lục tổ đại sư huệ năng cực lực đề xướng Cho nên Kinh Kim Cang ở Trung Quốc Sớm đã lưu thông đến từng nhà Không kinh nào Hơn kinh này Nếu dùng lời hiện đại mà nói Trong các kinh Phật Tên tuổi cao nhất Không kinh nào hơn Kinh Kim Cang Có rất nhiều người không biết Kinh A-di-đà Thế nhưng không có người nào không biết Kinh Kim Cang Đây chính là Người xưa đề sướng Thế là từ chỗ này Chúng ta cũng có thể thấy được Do gì Kinh điển lưu thông rộng Người đọc tụng nhiều Đây là quốc dân, quốc gia Của chúng ta được phật hộ niệm gia trì đây cũng là sự thật tất nhiên lần này chúng ta chọn lấy bổn kinh này do cư sĩ giang dị nông hiệu chính cũng với nguyễn lưu thông thông thường có chút khác nhau ở chỗ này tôi cần phải giới thiệu sơ lược qua với các vị cư sĩ giang cả đời độc tụng thọ trì vì người diễn nói ông căn cứ kinh viết trong thạch động đôn hoàng và mười mấy loại chú sớ của đại đức xưa từng chữ từng chữ từng câu từng câu đối chiếu nhau như vậy mới đính tránh kinh văn của toàn kinh có thể nói hiện đại chúng ta xem thấy các loại bổn kinh của kinh kim cang cái bổn này là bổn in tốt nhất Các vị có thể tham khảo Hiệu sớ ký Kinh Kim Cang Giảng nghĩa Của cư sĩ gian dị Nông Chúng ta cái bổn này Lần này In tặng các vị Cái bổn này Phía sau có in kèm hiệu sớ ký Sau khi xem rồi Bạn liền biết được Chỗ khác biệt của bổn kinh này và bổn thông thường khác ngày trước liên xã đại trung lão cư sĩ lý bỉnh nam giảng kinh dạy học đều chọn lấy bổn hiệu đính của cư sĩ giang dị nông tôi ngày trước theo học tập với lão sư lý Kinh Kim Cang cũng đã giảng qua rất nhiều lần. Gần đây, ở các nơi chuyên hoàng tịnh độ, cho nên kinh này đại khái đã có mười mấy, hai mươi năm không giảng rồi. Thế nhưng trước hai mươi năm đã từng giảng qua kinh này mấy lần. Cũng là y cứ vào bổn hiệu đính của cư sĩ Giang Dị Nông Cư sĩ Giang Dị Nông Chúng ta luôn tiện ở chỗ này Đơn giản giới thiệu qua với các vị Ông sanh ra Trước dân quốc 40 năm Nói niên đại của Trung Quốc Khái niệm Của mọi người Sẽ tương đối mơ hồ Chúng ta vẫn nói công nguyên Ông sanh ra vào năm Một 872. Năm 1872. Quê hương của ông là Giang Ninh, Giang Tô. Giang Ninh rất gần với Nam Kinh. Dùng phụ cận của Nam Kinh. Như vậy, tổ phụ của ông làm quan ở Hồ Bắc. Cho nên cả nhà dời đến Hồ Bắc. Khi còn rất nhỏ, ông cùng tổ phụ của ông, tổ phụ mỗi ngày đọc kinh Kim Cang. Cho nên ông từ nhỏ đã đọc kinh Kim Cang được rất thuần thục. Thế là mãi đến cả một đời của ông, cả đời mỗi ngày đọc kinh Kim Cang đều không hề kém khuyết. Thời gian bận rộn, ông đều đem nó đọc qua một lần. Thời gian 28 năm, đó là vào năm 1902. Năm 1902, ông 30 tuổi, thi đậu cử nhân. Công danh vào lúc đó, ông thi đậu cử nhân. Tuy nhiên, sau khi đậu cử nhân thì có thể làm quan ông không có hứng thú đối với quan trường cũng chính là tương đối đạm bạc đối với công danh ngay khi phu nhân của ông qua đời việc này đối với việc học phật của ông cũng là một tăng thường duyên ông cảm thấy thế gian vô thường đối với việc học phật càng chăm chỉ Càng nỗ lực hơn Dân quốc thứ bảy Năm 1918 Đã chính thức Quy y nhà Phật Y chỉ Đại Đức Thiền Tông Hòa Thượng Vi Huy làm Thầy Thọ Bồ Tát Giới Đây là vào năm 1918 Và đồng thời thân cận lão hòa thượng đế nhàn đây là đại đức một đời của tông thiên thai nghe lão hòa thượng giảng kinh viên giác mỗi ngày ông nghe giảng đều viết bút ký sau khi viết rồi ngày thứ hai đem đưa cho lão hòa thượng xem mời lão hòa thượng ấn chứng cho ông vì sao cuốn sách này được ra đời gọi là thân văn ký sách này lưu thông được rất rộng có rất nhiều đồng tu đã từng thấy qua viên giác kinh thân văn ký chính là cư sĩ giang dì nông viết cũng vào năm đó ông cũng tiếp nhận lời mời của bộ giáo dục thay bộ giáo dục chỉnh lý hiệu đính phát hiện kinh viết ở trong thạch động đông hoàng người vào thời nhà đường viết kinh tổng cộng có hơn tám ngàn quyển ông dùng thời gian hai năm để chỉnh lý hiệu đính việc này đối với ông có thể nói là một cơ duyên để thâm nhập kinh tạng rất tốt Dân quốc thứ 10 Chính là năm 1921 Vào trước đó một năm Ông lập một nơi lưu thông kinh Phật In kinh Lưu thông Phật Pháp Từ nơi công việc Hoằng Pháp lời sanh Năm 1921 Ông mời Lão Hòa Thượng Đế Nhàn Giảng Đại Thừa Chỉ Quán cũng là mỗi buổi giảng đều viết bút ký, việc này ông rất là dụng tâm, hơn nữa đã bỏ ra thời gian rất dài đem bút ký này chỉnh lý lại. Thỉnh lão hòa thượng đế nhàn hiểu đính lại. Thế nên chính là hiện tại các vị xem thấy đại thừa chỉ quán thuật ký. Tuy là lão Hòa Thượng Đế Nhàn Giảng Lão Pháp Sư rất khách sáo Trong đây rất nhiều phát huy trọng yếu Gần như đều là Thể hội lĩnh ngộ Tâm đắc Của cư sĩ Giang Dị Nông Cho nên Hòa Thượng Đế Nhàn nói Ngài nói cái này Không nên dùng danh tự của tôi Nên dùng danh tự của ông mới đúng Thế nhưng học trò đương nhiên Tất cả đều quý công về cho lão sư trên thực tế Đại thừa chỉ quán thuật ký Là ông viết Thế nên vào năm 1930 Ông đem chỉ quán dạng ký này Giảng qua một lần Cũng sắp gần hơn một năm Mới giảng viên mãn Dân quốc năm thứ 23 Cũng chính là tháng 7 năm 1934 Ở Liên Xã Tỉnh Tâm Thượng Hải giảng Kinh Kim Cang Có thể nói Lão cư sĩ Ở vào cuối đời Hoàn toàn Thành thục Khế nhập Cảnh giới rồi Trong nhà Phật chúng ta gọi là Tính giải Hành chứng Ông chân thật chứng nhập kim cang tam muội thế nhưng khi giảng kinh này bởi vì khi ông tuổi già thể lực yếu nhiều bệnh một tuần lễ giảng hai lần từ tháng 7 năm 1934 đến tháng 9 năm thứ hai Bộ kinh này giảng được viên mãn. Ông giảng kinh Kim Cang. Đích thực là có rất nhiều chỗ mà trong chú sớ của Đại Đức xưa chúng ta chưa hề xem thấy. Chân thật là kiến giải độc đáo có chỗ siêu dược người xưa thí dụ như vừa mở đầu của kinh ông nói với chúng ta thế tôn luôn luôn nói tất cả trọng yếu kinh điển đại thừa đều là phóng quan hiện tướng lạ để phát khởi Như chúng ta ngày trước Ở nơi đây giảng Kinh Vô Lượng Thọ Nhân duyên phát khởi Kinh Vô Lượng Thọ Rất là hy hữu Thù thắng Chỉ riêng Kim Cang Bát Nhã Kim Cang Bát Nhã Lại là tinh yếu Của cả Thải Đại Tạng mà phát khởi ở mặc áo ăn cơm vào xá vệ đại thành khất thực như vậy mà phát khởi. Cái dụng ý này rất sâu. Lúc đó Thế Tôn biểu diễn cho chúng ta xem. Phật pháp chí cao vô thượng trí tuệ cứu cánh viên mãn chính ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta không hề rời khỏi đời sống hay nói cách khác gian cư sĩ vì chúng ta điểm phá ra học phật là học cái gì phật bồ tát sống ở ngay trong trí tuệ cứu cánh viên mãn biểu diễn cho chúng ta xem phàm phu chúng ta rất đáng thương một ngày từ sớm đến tối sống ngay trong vọng tưởng phiền não khổ không nói ra lời nếu chúng ta học phật chính là làm thế nào đem chúng ta từ ngay trong đời sống vọng tưởng phiền não đột phá ra cũng cần phải Sống giống như chư Phật Như Lai Như Đại Bồ Tát vậy Sống ở ngay trong trí tuệ cứu cánh viên mãn Vậy thì mới đạt được thọ dụng chân thật Cho nên chúng ta lần này Cái Pháp hội này cũng không nên cô phụ Cư sĩ Giang đã khải thị cho chúng ta Đương nhiên càng không thể cô phụ Sự gia trì của chư Phật Bồ Tát hy vọng ở ngay trong hội này đạt được thọ dùng chân thật thế nên đây là chỗ khéo léo ông nói kinh này đồng thời thông hành bổn kinh kim can này trước sau có hai lần vấn đáp trên kinh văn đều có vân hà ưng trụ ở nơi bổn thông thường phần nhiều dùng 32 phần của thái tử triệu minh 16 phần trước là nửa bộ trước phía sau 16 phần sau là nửa bộ sau các vị phải tỉ mỉ vừa xem kinh văn bạn liền biết được thế nên cư sĩ giang căn cứ vào viết kinh của Đông Hoàng Căn cứ vào Chú giải xưa của triều đường về trước Để hiểu đối Phát hiện trước sau Câu chữ không như nhau Bốn chữ hoàn toàn như nhau Tổ hợp không giống nhau Nửa bộ trước là ưng dân hà trụ Nửa bộ sau là Dân hà ưng trụ Ý nghĩa không như nhau Câu chữ Vừa đảo ngược Thì ý nghĩa hoàn toàn Không như nhau Ông gì chúng ta nói rõ Ông nói phía trước hỏi Ưng dân hà trụ Chính là cái tâm này của chúng ta Phải nên trụ vào chỗ nào cái ý nghĩa này là như vậy khẩu khí là như vậy phải nên trụ vào nơi nào thế nên đây là hỏi phát tâm bồ đề phải nên làm thế nào an trụ mới có thể gọi là tâm thần tập trung không đến nổi phân tán cho nên rõ ràng là vì người sơ phát tâm mà nói ra Còn nửa bộ sao là nói Dân hà ưng trụ Dân hà là tại vì sao Phải trụ như vậy Cái ý này đương nhiên không như nhau Ý nghĩa đích thực là không như nhau Đây là hỏi phía trước Thế Tôn giải thích được rất nhiều Vậy chúng ta lìa tất cả tướng phát tâm bồ đề gần như là không thể không hỏi như vậy cho dù nói phải lìa tất cả tướng phát tâm bồ đề thế nên tâm bồ đề Tại vì sao? Nó đơn độc Ưng trụ vậy Nếu như nói là không trụ Tâm Bồ Đề cũng không có Cho nên cái hỏi phía sau này Phát tâm Bồ Đề Người đó là trụ ở nơi phát tâm Bồ Đề Nghi vấn ở ngay chỗ này Phật không cho phép chúng ta trụ Vậy phát tâm Bồ Đề rồi Có cần trụ ở nơi tâm Bồ Đề hay không Không trụ nơi tâm Bồ Đề Vậy thì không phải phát tâm Vậy thì chưa phát Rốt cuộc là Làm thế nào hàng phục tâm mình Hỏi cái ý này Ở ngay chỗ này Hay nói cách khác Đây là hỏi người Đã phát tâm Đã tu hành Mà nói Thế nên Phát minh thâm nhập Giống như vậy Không thấy qua trong chú sở của người xưa Ông đối với diệu nghĩa của Kinh Kim Cang Phát huy Tinh túy Thấu triệt Giống như chỗ này thì rất nhiều rất nhiều đây là trong lúc chúng ta giảng nghĩa có thể xem thấy giảng nghĩa của ông rất là tỉ mỉ giới thiệu những văn tự này đều là ở trong truyện ký của cư sĩ giang trong lời tựa của giảng nghĩa Viết được rất rõ ràng Dân quốc thứ 27 Ngày 18 tháng 5 Năm 1938 Giảng sanh Khi ông giảng sanh Chính mình nói với mọi người Kim quang biến chiếu phật đến tiếp dẫn đây là chắc chắn giảng sanh ông xem thấy phật xem thấy phật quan di ngôn sau cùng huyên bảo đại chúng tu trì lấy hành nguyện phổ hiền làm tối yếu cả đời của cư dị giang đã làm ra tấm gương giáo tông bát nhã hành tại di đà cho nên ông là niệm phật giảng sanh vì đại đức này có thể nói cuối thanh đầu dân quốc tại gia học phật thành tựu rất thù thắng là một tấm gương rất tốt cho chúng ta. Kinh Kim Cang đã được ông, ông chân thật dục công ở Kinh Kim Cang, đại khái có hơn 40 năm. vào lúc nhỏ đã có đọc, biết đọc, không hiểu được ý nghĩa, gì thì không tính. Đến khi ông chân thật, hà công phu, nghiên cứu, thì thời gian 40 năm, đem Kinh Kim Cang chỉnh lý thành một bản hoàn thiện. Công đức của ông không kém Ngài Hạ Liên Cư. Hạ Liên Cư vì chúng ta chỉnh lý một bộ hồi tập Kinh Vô Lượng Thọ. Còn ông đã lấy mười mấy loại nguyên bản để đính chính hiệu đính làm thành một bản kinh kim cang hoàn chỉnh tốt nhất. Việc này nói rõ người học Phật thời đại này của chúng ta có phước báo. Có được đại đức không thể nghĩ bàn như vậy chọn lựa cho chúng ta bản kinh. Đây là lời giới thiệu sơ qua khi vào đầu kinh. Sau đây Xin mời xem Giảng nghĩa Giảng nghĩa của Kinh Kim Cang rất dài Người hiện đại Ưa thích đơn giản Sợ rườm rà Bởi vì lần giảng kinh này Giảng nghĩa của chúng ta Cũng đã in ba ngàn bản Sợ rằng giảng nghĩa mọi người không chịu đọc Phân lượng quá lớn Thế là Tôi dùng một ít thời gian Đem bộ phận tinh túy trong giảng nghĩa Tiết lục ra Viết thành một quyển Tiết yếu này Kinh Kim Cang giảng nghĩa tiết yếu Nội dung trong đây Đều là Cư Sĩ Giang đã nói Phân lượng của tiết yếu Đại khái vẫn chưa đến Một phần mười của giảng nghĩa Thế nên quyển sách này Hiện tại in ở Đài Loan Đại khái đến cuối tháng này Hay đến tháng sau Đến tháng sau khi đến Phật Thất Sách đó đoàn của họ sẽ mang đến Sẽ tặng cho các vị đồng tu Hiện tại là Đem quyển 1 quyển 2 in ra trước Thế nhưng tháng này Không biết có thể giảng được xong hay không Lần này các đồng tu mong muốn giảng được tỉ mỉ Giảng tỉ mỉ bổn tiết yếu này Tôi nghĩ phải dùng thời gian 3 tháng Đến 4 tháng Thế nên lần này giảng một tháng Lần sau chúng ta lại tiếp tục giảng Chọn lấy cái phương pháp này Tốt rồi Mời xem cương yếu Cương yếu chính là huyền nghĩa thông thường Trong các kinh Cư sĩ Giang cũng là chọn lấy năm loại huyền nghĩa của Thiên Thai Tông Trước tiên nói cương yếu đại thừa dĩ tự độ độ tha vi bổn tự độ độ tha thì dĩ lục độ vi bổn lục độ dĩ bát nhã vi bổn đây chính là nói rõ bộ bát nhã ở trong cả thảy phật pháp nó chiếm một địa vị và tính trọng yếu của nó thế nên chúng ta học phật chúng ta nghe kinh trước tiên phải hỏi xem chính mình tại vì sao ta học phật tại vì sao phải đến nghe kinh trước tiên phải tìm ra phương hướng mục tiêu của chúng ta cho rõ ràng nhất định không thể hàm hồ qua loa. Như vậy mới có thể đạt được thọ dụng chân thật của Phật pháp. Học Phật. Có một số người vì để thăng quan phát tài bình an trường thọ vì những thứ này vì những thứ này mà học phật thì sao lợi ích đạt được thì quá ít trên thực tế nếu là vì mục tiêu này không học phật cũng có thể đạt được học phật trên kinh nói tự độ độ tha cái gì gọi là độ độ là một thí dụ giống như qua sông từ bờ bên này chúng ta ngồi thuyền nhỏ đi qua bờ bên kia chữ độ này cùng chữ độ có ba chấm thủy là một ý nghĩa. Chúng ta từ phía bờ bên này là bờ sanh tử, là luân hồi, là phiền não. Chúng ta muốn từ cái bờ này qua đến chư Phật Bồ Tát. Vĩnh viễn không còn sanh tử không còn luân hồi đến bờ bên kia chân thật tự tại an vui đây là mục đích của chúng ta học phật nếu như nếu không đem mục đích định ở liễu sanh tử vượt luân hồi ngay đời này chúng ta học phật nhất định sẽ luống qua đó mới là việc thật đáng tiếc đây là việc mà chúng ta không thể không biết không thể không rõ ràng các vị đồng tu hôm nay có thể ở trên cái giảng đường này hai giờ đồng hồ Thế Tôn ở trên Kinh Vô Lượng Thọ giảng qua Ở trong Kinh Kim Cang cũng nói qua Không phải là người phạm đâu Không phải là người thông thường Đều là trong đời quá khứ Đã từng thân cận Cúng dường Vô lượng vô biên Chư Phật như Lai Đều là thiện căn phước đức Vô cùng Sâu dày Bạn mới có thể Hoan hỉ ngồi ở lại chỗ này Hai giờ đồng hồ Nếu bạn không tin ở bên ngoài Người đi trên đường Bạn bảo họ đến ngồi xem Họ có ngồi được hay không Họ ngồi 5 phút thì họ muốn chạy rồi Họ không thể ngồi được Vậy thì chúng ta muốn hỏi Đã vô lượng kiếp đến nay Cúng dường vô lượng Vô biên chư Phật như lai Tại vì sao ngày nay vẫn là cái bước này vậy? Vẫn là một chúng sanh khổ não Việc này không thể không hỏi chính mình Đó chính là Đời đời kiếp kiếp học Phật Đều là không hà quyết tâm Muốn liệu thoát sanh tử Muốn ra khỏi ba cõi Không có hạ cái quyết tâm này Vậy thì do đây có thể biết không luận bạn tu một pháp môn nào, không luận bạn tu học một tông phái nào, tu được tốt hơn. nếu như không thể nào siêu vượt sáu cõi luân hồi, đều không thể xem là thành tựu. Tại vì sao nói không thể xem là thành tựu vậy? nghĩ lại tình hình hiện tại này của chúng ta, thì tường tận rồi. chúng ta vô lượng kiếp cúng dường chư Phật như lai. Chẳng phải là đời đời kiếp kiếp đang tu hành sao Tu thành ra như thế này Cho nên nói không thể xem là có thành tựu Thế nhưng nếu muốn ở ngay trong một đời này có thành tựu Nhất định phải cầu sanh tịnh độ Cư sĩ Giang Dị Nông Ông chính mình tuy là cả đời nghiên cứu Kinh Kim Cang Giảng giải Kinh Kim Cang Ông là niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Năm rồi Chúng ta Phật thất viên mãn Bên đây Có một vị đồng tu Đài Loan Cũng có hai vị đồng tu Họ đến Tìm tôi Hy vọng tôi có thể đem Kinh Kim Cang Giảng lại một lần nữa Sau khi tôi nghe rồi Tôi cảm thấy cũng tốt Do nguyên nhân gì vậy? Tôi nhiều năm đến nay chuyên giảng Tịnh độ, không muốn giảng kinh khác, đều buông xuống. Tại vì sao lần này lại đem kinh Kim Cang nêu ra? Xem thấy rất nhiều đồng tu niệm Phật, công phu không có lực. Tại vì sao không có lực vậy? Việc thứ nhất là không nhìn thấu Việc thứ hai là không thể buông xả Cho nên tuy là niệm Phật rồi Sợ không thể giảng sanh Vì thì lại uổng qua đời này rồi Cho nên nghĩ lại Kinh Kim Cang rất tốt Kinh Kim Cang giảng qua một lần Giúp chúng ta nhìn thấu Giúp chúng ta buông xả Chân thật nhìn thấu buông xả Tự nhiên liền lão thật niệm Phật Cho nên mục đích chúng ta giảng Kinh Kim Cang Chính là ngay chỗ này Cái mục đích này phải làm cho rõ ràng Giúp chúng ta nhìn thấu buông xả Lão thật niệm Phật Cho nên phải biết Tự độ nhất định phải liễu sanh tử ra bà cõi hay nói cách khác phàm phu chúng ta chỉ là một đời này đời sau phải làm bồ tát nhất định không phải là phàm phu như vậy mới gọi là tự độ tự độ thì sao chúng ta cũng phải giúp đỡ người khác tự độ độ tha nhất định phải tu lục độ thế nên bộ kinh đặc biệt chú trọng ở lục độ em lục độ biến thành hành vi đời sống thường ngày của chúng ta lục độ là Bồ Tát hạnh chỗ thù thắng của Phật Pháp là chính ngay nơi bổn dị của chính mình chính ngay nơi hành nghiệp của bản thân chính mình đã tu lục độ dạng hạnh đã tu bồ tát đạo rồi thì đã thành phật rồi bất cứ một nghề nghiệp nào đều là bồ tát hạnh đều là bồ tát đạo kinh kim cang vì chúng ta nói ra phương pháp lý luận Mà phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm Là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Người thông thường chúng ta cũng gọi là Hoa Nghiêm 40 Ở trong đây Nổi tiếng nhất là Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học Bạn thấy 53 vị Phật 53 vị thiệt trí thức Đó là Phật Trong Kinh Kim Ca gọi là Chư Phật Như Lai Đó là chư Phật Họ đã thi hiện ra Có nam nữ già trẻ Các ngành các nghề Đều ở ngay bổn hạnh Không có cải hạnh Đều ở ngay trong Hoàn cảnh đời sống Thường ngày của chính mình họ biết được làm thế nào tu lục độ dạng hành làm thế nào tu bồ tát đạo làm thế nào học hạnh phổ hiền một đời viên mãn thành tựu kinh kim cang là nói phương pháp lý luận hoa nghiêm 40 là chư phật bồ tát làm ra tấm gương cho chúng ta xem Đem đó biểu diễn ra Kinh Kim Cang Bát Nhã Cùng Hoa Nghiêm Là một không phải hai Cho nên phương pháp lý luận Cùng yếu lĩnh ở trên kinh này Cho nên Thế Tôn vừa mở đầu Ngài không dùng Phóng quan hiện tượng lạ Để phát khởi Chính ngay ở trong cuộc sống thường ngày Biểu diễn cho chúng ta xem Xem thấy Chư Phật Bồ Tát Trải qua ngày tháng như thế nào Trải qua đời sống như thế nào Chúng ta phải học tập với Ngài Đây chính là Từ độ độ tha Lấy lục độ làm gốc Mà lục độ từ Bố thí Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định Bát nhã Là lấy bát nhã làm gốc Lục độ lấy bát nhã làm chủ Thế nên hay nói cách khác Chính là Phật dạy bảo chúng ta Hy vọng chúng ta Có thể sống ở ngay trong Trí tuệ cứu cánh viên mãn Đó chính là Phật Đó là đã thành Một Bồ Tát rồi Bác Nhã Nhiếp vô lượng nghĩa Tánh thể không tịch ngã pháp cụ khiên tình chấp tận không đắc vô sở đắc. Trong trí tuệ Bát Nhã hàm chứa vô lượng nghĩa. Đây là năng lực chân thật. Thể của Bát Nhã là là không là tịch. Cái không này không thể nói không giảng Vì tại vì sao lại gọi nó là không vậy? Bởi vì nó không có hình tướng Mắt của chúng ta không thể nhìn thấy được Nó không có âm thanh Tai chúng ta cũng không nghe thấy Nó không phải hình thể Chúng ta không thể mò được Không chỉ mò không được Chúng ta khởi tâm động niệm muốn nghĩ cũng nghĩ không ra nó có nó không phải không có nó thật có cho nên phải dùng chữ không để hình dung nó nói thể của nó là không tịch chính là ý nghĩa của định ý nghĩa của thanh tịnh không chút ô nhiễm nào không nhiễm một trần không chỉ bên trong không có ta cũng không có pháp cũng giống như lục tổ thiền tông đại sư huệ năng đã nói bổn lai vô nhất vật hà xứ nhà trần ai vốn dĩ không một vật câu nói này nói được rất hay vốn dĩ không một vật chính là đều rời khỏi ngã pháp hai bên cái ly này chính là không chấp trước cũng chính là ý nghĩa không trụ trong kinh kim cang ưng vô sở trụ ý nghĩa không trụ khiên là buông xả xả bỏ tình chấp tận không tình là khởi tâm động niệm cái tham sân si đó là tình chấp rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng tình di tế là động niệm khởi tâm động niệm là tình di tế tham sân si thì quá thô quá thô thiển chấp là chấp trước hai chữ này trên thực tế chính là thế tôn đã nói ở trên kinh Hoa Nghiêm. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ Như Lai đức tướng. Chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Tình là vọng tưởng, chính là chấp trước. Có thể thấy được tình chấp chính là vọng tưởng cùng chấp trước và vọng tưởng chấp trước trừ bỏ đi rồi thì tự tánh liền hồi phục đó chính là nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh cho nên tại vì sao phải đem tình chấp buồn xả chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này ngày nay chúng ta biến thành phàm phu ở trong sanh tử luân hồi khổ như thế này chính là không chịu buông xả, tình chấp. Tại vì sao không chịu buông xả vậy? Chưa làm cho rõ ràng, không biết đó là thế nào. Kỳ thật, tình chấp là giả, không phải là thật. Ở trên kinh này Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tình chấp cũng là hư vọng, không phải là thật. Thế nhưng, bạn đem giả cho là thật. Chấp trước kiên cố thì thiệt thòi quá lớn rồi đắc vô sợ đắc phật đắc vô sợ đắc bồ tát đắc vô sợ đắc thử hỏi chúng ta có đắc hay không chúng ta vẫn là đắc vô sợ đắc bằng chính mình cho rằng có đắc là sai rồi Đó mới chân thật gọi là tình chấp Là mê hoặc điên đảo Đắc vô sở đắc là thật Chúng ta phải tự ngay chỗ này Giác ngộ Hai câu phía sau đây Nói được rất hay Sanh tri, sanh thì chúng sanh Chúng sanh đích tri kiến Chúng sanh dĩ di chư pháp duyên sanh. Đây cũng là Phật thường nói, Phật không nói thì sao? Chúng sanh cũng phát hiện ra. Phương Tây phát hiện ra tất cả pháp là do duyên sanh. Họ nói tất cả vật chất phân thành phân tử, phân thành nguyên tử, phân thành điện tử, phân thành hạt tử, cho rằng biết được Ồ, cái thứ này là pháp nhân duyên sanh Họ không gọi là nhân duyên Cùng nhân duyên mà Phật Pháp nói là một ý nghĩa Họ hiểu được Thế nhưng thế nào vậy? Chưa thấy bụng tánh Khoa học gia cận đại Phải tiến bộ hơn rất nhiều so với đời trước Thí dụ, khoa học gia cận đại Biết được căn bản không có vật chất tồn tại cái hiện tượng của vật chất này là gì vậy nhà bác học einstein cho rằng là trường trường là gì vậy người trung quốc dịch là trường là năng lượng tập trung mà sanh ra một hiện tượng thế nên cũng có khoa học gia nói tất cả vật tướng này là hiện tượng của sống động những cách nói này tương đối rất gần với phật pháp chúng ta ở trong kinh đại thừa phật nói với chúng ta cái hiện tượng vật chất này từ đâu mà ra giống như trong kinh luận duy thức đã nói một niệm bất giác mà có vô minh vô minh chính là vọng tưởng vô minh bất giác sanh tam tế cảnh giới do duyên mà sanh sáu thô phát triển thành mười pháp giới y chánh trang nghiêm vật chất là từ không mà có hay nói cách khác có là từ trong không mà biến hiện ra thể của nó là không tịch cho nên có không phải là thật có có gọi là huyển có ở trong phật pháp gọi là diệu hữu mà không phải thật có cái thứ này khoa học gia tuy là nói đến trường nói đến sống động vẫn chưa kiến tánh vẫn là tri kiến phàm phu phàm phu đuổi theo tướng mà chuyển mê không giác vậy thì khổ rồi cho nên họ không cách nào siêu dược luân hồi giới hạn của luân hồi rất khó đột phá phật biết được phật biết là duyên sanh tánh không ngài thấy tánh ngài biết được tất cả cái hiện tượng này là hiện tượng của duyên sanh thể là không không có tự tánh tự tánh chính là chân như bổn tánh cho nên có tức không có có cùng không có là một không phải là hai trên tâm kinh thường nói sắc tức thì không sắc là sắc tướng là vật chất nó chính là không không thể nói sắc bằng với không không phải vậy Bản thân chính là không Ngay thể tức không Không tức là sắc Sắc tức là không Lời nói này rất khó hiểu Nếu bạn chân thật hiểu được rồi Thì bạn liền rất tự tại Liền rất an vui Rất nhiều phiền não bạn liền sẽ không còn Chúng ta không còn cách nào Dẫn dùng thí dụ để nói Kinh Kim Cang sau cùng Vậy chúng ta phương pháp tu hành tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh Phật nêu ra thí dụ này dạy chúng ta quán tưởng chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng hai người nằm kế với nhau mỗi người có mộng riêng của mình đồng sàng dị mộng hai người không có chung một chất mộng Vì thì cái khi bạn nằm mộng Nếu như bạn là người học Phật Học Phật học lâu rồi Cái ấn tượng của Phật Pháp Thì Tương đối sâu Ở trong mộng bỗng nhiên nghĩ đến Ây da Phật nói mộng Hiện tại ta đang ở trong mộng cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan